Uh, test đẩy JBL uh, pa 1200 các bác nhá đánh cho uh, một chiếc uh, Full uh, 30 mươi nexo từ 190 các bác nhá Người em đang là mỗi uh, kênh đánh uh, một chiếc mỗi kênh đánh một chiếc con nhá CBL PA 1200 Tiếng rất tôi và sáng cả bác giáp Tiếng bass rất là chắc và mềm các bạn các bác nhá đây là em chưa ghép trầm vào đâu các bác à, Ok, chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với Huy Tú Âm Thanh Và clip ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu cho các bác một dòng main Hay các bác còn gọi là dòng đẩy công suất cực kỳ là khủng và chuyên dành cho gia đình và anh em làm sự kiện xô kẹo kéo à, thì những con này thì nó rất là phù hợp nhất là giá nó rất là bình dân thôi à, và cái thứ hai nữa đó, đó là cái độ bền của nó cực kỳ cao luôn nó chạy à, mạch à, LA các bác nhé chạy mạch LA thì à, máy đánh rất là mát và độ bền thì cực cao những cái dòng đẩy công suất của em thì em dám khẳng định với các bác là em có thể bảo hành cho các bác 2 năm luôn Đấy, tại vì sao tại vì những con mạch đẩy như này thì chạy rất là lành luôn các bác mua những con đẩy bãi về thì mua rất là tù mù luôn và tiếng đẩy bãi thì đôi khi gặp với những con đẩy tiếng nó rất là bí và những con dòng đẩy nhập khẩu đời mới như này thì tiếng nó rất là sáng tiếng các bác cảm giác là tiếng chép nó rất là tí tách và trung âm rõ nét tiếng bát cũng rất là chắc và khỏe khi mà con đẩy nó đẩy đánh chắc nó đánh khỏe một đôi loa thì đôi loa nó sẽ căng và khai thác chất âm của chúng ta rất là tốt và đặc biệt cái thứ hai nữa đó là con đẩy này thì uh, chạy 32 sò các bác nhá. Uh, và ở clip sau thì em sẽ khui cho các bác ruột gan nội thất cũng như là uh, giới thiệu các bác về bảng mạch nhưng mà ngày hôm nay thì em giới thiệu qua cho các bác một con đẩy JBL uh, PA uh, 1200 uh, hàng hãng của uh, hãng JBL các bác nhé Con này là hàng nhập luôn. Đấy, hãng JBL PA 1200 thì con này uh, chạy 32 sò công suất khủng uh, lên đến 1200W một kênh và À, với các bác nào mà đang dùng âm ly nhé muốn nâng cấp lên à, đẩy công suất khỏe mà tiếng tép sáng và đôi la này các bác à, có cái tiếng bí và tiếng nó không thoát tiếng thì có thể là tham khảo qua mẫu đẩy này nhà em và cho được một cái chất lượng âm thanh tí tách lên kem thì cần một con đẩy có chất âm tiếng nó sáng và trung âm dày dặn thì nó không, sẽ không bị lõm cái giải chung thì bản chất con đẩy nó đã hay rồi đánh đôi loa nào Tiếng nó cũng căng nó cũng hay các bác nha các bác yên tâm là một điều như vậy và cái thứ hai là con này thì vừa đánh phun vừa đánh đẩy được các bác có thể kéo nhẹ nhàng hai đôi phun 30 đấy một kênh có thể kéo nhẹ nhàng hai uh, đôi phun 30 hoặc là các bác có thể là, là anh em làm sự kiện thì có thể là uh, đánh hai uh, hai chiếc một cặp một cặp uh, bát đôi uh, 725 hai đấy côn 100 đánh thoải mái các bác nhá. con 7 con 176 uh, rồi 100 đánh thoải mái. Mỗi kênh đánh một quả full đôi. Full đôi 40, full đôi 30 thì đánh đều được. Đấy, các bác có thể là mỗi một kênh đánh cho một quả súp 50 cô 100 đánh thoải mái luôn. Những con này thì đánh súp thì tiếng rất là trong tiếng và nó sẽ không bị ù, bị đục. Đấy, các bác nào mà đánh súp mà tiếng bị ù đục mà không ra được hết chất của súp vì đẩy yếu thì các bác có thể tham khảo con đẩy khỏe này của bên em các bác nhá À, và con này thì bên em vẫn đang chào bán với một cái mức giá rất chi là yêu thương Giá chỉ có 4 triệu 750 nghìn à, Và con này thì à, à, bên em thì chưa gồm phí vận chuyển các bác nhé Và tại sao giá nó lại như vậy Tại vì bình thường các bác có thể để ý trên thị trường à, những cái dòng đẩy à, main 24 sò 24 sò mà chất âm chưa biết như nào Cứ tính đếm sò ra công suất à, Thì giá đâu đó khoảng tầm độ 3 triệu 7, 4 triệu rồi Nhưng mà với con đẩy này của bên em Tuy giá nó chỉ nhỉnh hơn một chút thôi nhưng mà chất âm vượt trội luôn. Khi mà một con đẩy khỏe nó sẽ đánh căng đôi loa và công suất nó không chỉ chia ra đôi loa tại vì nó còn ăn cả tiếng mic nữa. Khi mà công suất nó chỉ đánh cho một đôi loa không thì công suất nó sẽ ăn một phần. Nhưng mà khi các bác alo cả tiếng mic thì nó ăn theo cả tiếng mic cả tiếng vang vọng nên là con đẩy nó phải dư công suất. À, ví dụ con đẩy, con loa 400W thì các bác phải dùng con đẩy khoảng tầm độ 600W hoặc 700W đánh nó sẽ căng và hát cao kê thì nó vẫn còn dư công suất à, để nó nó chia công suất cho tiếng mic nữa thì nó sẽ không bị tụt nguồn thì cái tiếng vang vọng này nó rất là nổi các bác nhá, cảm giác tiếng mic nó rất là nét và nhẹ bay khi mà nó đủ công suất để nó nó khuếch đại tín hiệu lên, khuếch đại tiếng nhạc và khuếch đại tiếng uh, tiếng mic lên thì cảm giác tiếng nó rất là căng và đầy, hay nó không bị méo tiếng như những con đẩy yếu hoặc con âm ly yếu này các bác. Hát nó rất là mờ tiếng mic và nhạc nó cũng không được sắc nét các bác nhá. Và con đẩy PA À, 1200 này tiếng rất khỏe sáng tiếng đánh rất là sạch luôn mặt của nó sẽ là mặt phay nhôm các bác nhé con này thì cực kỳ nặng luôn à, và em sẽ quay cho các bác cái đằng sau con đẩy này thì à, và cái chức năng của nó gồm những cái gì các bác nhá và đây là mặt đằng sau của con đẩy công suất JBL PA 1200 và con đẩy này thì có À, đường input vào hoặc là đường link các bác nhé có thể là các bạn có đường link này và nó sẽ có ba chế độ à, cơ bản để cho các bác đánh có nghĩa là và nó sẽ có đèn đằng sau nhé đèn nếu mà khi mà các bác gạt bờ rai thì đèn nó sẽ sáng sẽ sáng, sáng đèn vàng đây nó sẽ có ba chế độ là city palen và bờ rai ba chế độ rất là cơ bản của một con main ừ, các bác có và com các bác nhé com đấy là các bác để chế độ một không bảy v thì tiếng nó sẽ rất là nhạy và tiếng nó sẽ to và nét nhất và À, tiếp theo đó là 1V và 1,4V Thì cái 1,4V này thì tiếng đánh sẽ nhỏ nhất Và com thì nén cái đôi loa của chúng ta sẽ đỡ bị hại Nhưng bù lại thì tiếng sẽ rất là bí và nhỏ Bình thường các con đẩy thì khuyên dùng các bác lên để không phải Có một điều rất là đặc biệt em rất ưng ý với con đẩy này Thì con đẩy này có các công tắc này, cắt sút này các bác này Có có thể là cắt từ 30 hẹt đến 150 hẹt này hai pass này lâu pass này đấy các bác có thể bật tắt cắt xốp các bác nhá và chương trình chương trình uh, routing thì các bác cứ bật on lên cho em và nó sẽ có hai cổng hỗ trợ sập công để các bác kết nối rắc niêu này và những con đẩy nào nó có rắc New trích để các bác kết nối thì các bác yên tâm một điều là khi các bác kết nối rắc New trích thì cái tình trạng mà để mà hai cái cầu uh, âm dương này nó chập vào nhau ấy thì dường như là không có nếu các bác đấu vào đây thì uh, âm dương trắng đỏ đỏ đen này thì nếu mà trong tình trạng mà các bác dùng cái dây nó rẻ tiền đấy thì nó sẽ là um, là dây dây nhôm mạ đồng một thời gian nó sẽ bị oxy hóa nó bị đứt à, trong quá trình sử dụng nó bị đứt nó có chập vào vào âm nó chập vào dương nha thì nó sẽ bị cháy đẩy hoặc là cháy loa chết đẩy chết loa đấy là bị chập các bác nhá đấy Với là uh, nên là các bác lên sử dụng cái rắc trích này thì, thì 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 tốt hoặc là các bác nếu mà dây các bác xịn thì các bác xoáy thẳng vào đầu âm dương này và đấu sẽ làm một cộng một trừ các bác nhé à, đấu thẳng vào được cọc âm dương này thì nó sẽ bị đỡ bị suy hao tín hiệu Đấy và dây nguồn của nó đây dây nguồn của nó thì cực kỳ to các bác nhé rất là to luôn chịu tải rất là lớn tại vì nó chịu cường độ làm việc rất là nặng nên các bác yên tâm một điều là những con đẩy như này thì hoạt động cực kỳ là hay rất là ấn tượng các bác nhé đằng sau con đẩy này thì nó sẽ có hỗ trợ hai cái quạt tản nhiệt hai quạt tản nhiệt để tản nhiệt cho cái thanh nhôm ở bên trong này để giúp cho con đẩy họ làm việc hiệu quả và rất là mát máy. Con này thì chạy mạch class H nên các bác yên tâm là độ sinh nhiệt của nó rất là ít. Đấy và class AB thì nó độ sinh nhiệt nó sẽ cao nhưng mà class H chạy bù áp thì tiếng rất là sáng và à có một cái hiệu năng làm việc rất là tốt tiếng sáng tơi tiếng chép lách tách lên kem nhà các bác nào mà đang dùng những con đẩy tiếng bí hoặc đẩy bãi chất âm vẫn chưa hài lòng thì các bác có thể nâng cấp lên những con đẩy như này các bác nhá 4 triệu 750 nghìn cho một con đẩy rất là khỏe các bác vừa đánh full vừa đánh súp được có nhá vừa đánh full vừa đánh súp được các bác đánh full đôi 40 À, phun đơn 40 phun đôi 40 đều được à, bác dùng những con này thì đánh súp mà 50 đơn 50 cô 100 rất là tốt các bác nhá Nếu các bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ tới số hotline của cửa hàng bên em để được đặt hàng và tư vấn các bác nhá